điều thứ tư đó thì muốn chia sẻ ở đây là chúng ta thấy được là Hoa Kỳ đó là tiếp tục có nhiều những nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ BTC và crypto. Chúng ta đã thấy là gần đây đó thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, Wendy Rogers, đó, thì chúng ta đã nhớ là Wendy Rogers của tiểu bang Arizona đã đưa ra một cái dự luật để mà muốn công nhận BTC là tiền hợp pháp ở tiểu bang Arizona ở Hoa Kỳ. Sau đó thì các bạn được là Wendy Rogers trên Twitter đó cứ liên tục à, thuyết về BTC. Wendy Rogers đó, cái số lượng người mà theo dõi bà ta ở trên Twitter đã tăng một cách rất là nhanh chóng. Theo đó là mấy mươi ngàn người theo dõi, trong thì rất là ngắn mà thôi. Tại vì đó, Wendy Rogers nói về BTC, hầu như là bây giờ có một số nghị sĩ đã nhận ra được là chỉ cần là quan tâm đến Bitcoin crypto đó, đã có một số lượng người trẻ tuổi ủng hộ sẽ ủng hộ mình à, trong các phương diện liên quan đến là ra ứng cử trở lại cho nên rất nhiều những nhà lập táp bây giờ đó đã, đã dùng Bitcoin, dùng crypto để à, làm cái à, tiêu đề để thu hút những cái người trẻ bỏ phiếu cho họ. Và bạn được là ngay cả à, chúng ta thấy đọc CNBC cũng được nói đến bởi Wendy Roger có thể nói là nếu như mà cách đây vài năm thường nói với các bạn đó là một nghe nào đó sẽ có một đồng meme khôi mà được tạo ra rồi sau đó đồng đó lại được nói đến bởi một thượng nghị sĩ đương thời của hoa kỳ thường nghĩ là không có mấy ai tin đâu nhưng mà đó đó là sự thật rồi Kế tiếp là các bạn hãy được là ngoại trừ Wendy Roger thì chúng ta cũng nghe nói tới một thượng nghị sĩ khác đó chính là thượng nghị sĩ Pat Toomey. Thì uh, trong một cuộc phỏng vấn đó, Pat Toomey đã chia sẻ là đối với tôi, crypto xuất hiện và sẽ tiếp tục tồn tại. Và một danh mục đầu tư mà đa dạng hóa đó thì nên có crypto trong đó. Tôi luôn là người ủng hộ thị trường tự do, hạn chế quy định chính phủ và giảm thuế và tôi vẫn tin điều đó. Các bạn được lại thêm một nghị sĩ, đương nhiên Pat Toomey không phải là nghị sĩ mới, của một crypto Đây đã là một nghị sĩ trong nhiều nghị sĩ ở một crypto trong thời gian qua rồi Và đương nhiên một người khác nữa đó chính là thống đốc của tiểu bang Colorado à, Cũng là một người ủng hộ Bitcoin và muốn chấp nhận Bitcoin để mà đóng thuế Đi không phải là thông tin mới Cái mà chúng ta thấy mới đây đó là đối với cái việc là từ lúc mà ông ta lên tiếng ủng hộ BTC đó thì cho tới bây giờ là giá cũng đã giảm xuống rồi Nhưng mà đó mới lại thống đốc của Colorado thì nghĩ là không quan trọng Miễn là Bitcoin thì ông ta muốn Bitcoin trở thành một cái công cụ có thể dùng để mà trả thuế cho tiểu bang Colorado. Chúng ta bây giờ chuyển qua đi nói tới một số những cái thông tin ở bậc khác đi. À, chúng ta không có nhiều thông tin ngày hôm nay à, ngoại trừ những gì mình thường chia sẻ với bạn đâu. Nhưng mà có một thông tin đó chính là sàn FTX á, lại tiếp tục là có động thái mới. Sang FTX á, đã cho biết đó họ đã ký một thỏa thuận để mà mua lại sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Liquid với số tiền không được tiết lộ thì Liquid là một sàn mà ở Nhật Bản và một sàn mà đã rất lâu rất lâu chúng ta không nói đến trên cái channel này nhưng mà bây giờ sàn FTX sẽ mua lại sàn Liquid và cái thỏa thuận này đó bao gồm là họ sẽ mua lại công ty Coin One Corporation trong cái gói này đây là một trong những sàn giao dịch đầu tiên ở Nhật Bản mà có cái giấy tờ đăng ký với lại cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản thì cái mà chúng ta thấy được đây là FTX mua lại Liquid và thông qua đó đó là có được cái bàn hoạt động ở Nhật Bản có nghĩa là FTX đang muốn tiến vào thị trường Nhật Bản và FTX đó, vào đầu tuần này đã thông báo rằng họ đã huy động được 400 triệu đô la với mức định giá là 32 tỷ đô la đang mở rộng mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử ở châu Á thì FTX một sàn mà thường cũng đánh giá khá là cao nên nghĩ là sàn này sẽ là một không phải là một sàn mà nhỏ đâu sẽ là một sàn mà bây giờ đã bự rồi sau này sẽ càng lớn hơn và sẽ là một sàn mà cạnh tranh rất là lớn đối với lại Binance sau này Và những người nào mà là fan của Cardano đó thì có một thông tin ngắn thì muốn chia sẻ là à, bây giờ đó Input Output Hong Kong đã đưa ra một cái đề nghị là nâng cấp cái dung lượng một lóc của Cardano lên thêm 8KB từ 72KB đến 80KB nghĩa là tăng lên khoảng chừng là 11% Điều này làm gì? Điều này để giúp cho những cái hợp đồng thông minh đó, sử dụng Bluetooth ở trên ở trên Cardano đó thì có thể là hoạt động tốt hơn và giải quyết cái việc là tắc nghẽn ở trên mạng lưới của Cardano và dù theo thông tin thì chúng ta thấy là cái đề xuất này sẽ được thông qua và có thể thực hiện vào thứ sáu tuần này đó là hai thông tin thường muốn mang đến cho các bạn ngoài trên những gì chúng ta nói tới mới đây kế tiếp đó là phần chúng ta sẽ nói về on-chain chỉ như mình nào mà quan tâm thì một những thông tin mà nhiều bạn muốn biết đó chính là cái số lượng btc mà đang có lợi hiện tại bây giờ ra mức là 64% À, tiếp tục ở mức rất là thấp các bạn cũng đã biết rồi à, chúng ta thấy được là có một tài liệu liên quan tới CDD thì chúng ta thấy được là tài liệu này cho thấy là ngày 31 tây đó cái tây 2 hai ngày thì đột ngột cái đường màu vàng này tăng lên chúng ta thấy cái đường màu vàng này đó đây là một cái đường mà đại diện cho đột ngột có một số lượng lớn BTC lưu trữ một thời gian dài di chuyển thì cái số lượng BTC đó đó tại vì lưu trữ nhiều năm cho nên cái sức ảnh hưởng sẽ cao dẫn đến cái đường màu vàng này tăng lên mỗi lần đường mà tăng lên là tín hiệu của những BTC lưu trữ nhiều năm di chuyển thì chúng ta thấy cái hiện tượng đó xảy ra cách đây hai ngày nhưng mà các bạn thấy được đây là một hiện tượng mà xảy ra một lần mà thôi sau đó thì ngày hôm qua và ngày hôm nay đó đã đi ngược cho xuống mà chúng ta thấy lại tiếp tục trở lại có mức như là bình thường có nghĩa là chúng ta sẽ thấy có thể là một con cá voi nào đó di chuyển cách đây hai ngày mà thôi chứ không phải là nhiều người di chuyển cùng một lúc và điều này đó chúng ta có thể nhìn thêm một tài liệu nữa đó chính là cái tài liệu liên quan đến à, à, những nhà đầu tư dài hạn thì những nhà đầu tư dài hạn đó tài liệu này cho các bạn thấy được là cái đường màu xanh dương này đó đại diện cho là những cái BTC di chuyển đó thì đang lời hay lỗ cho những người đầu tư dài hạn và đương nhiên con số hơn một là có lời và thường đó những người đầu tư dài hạn thì khi họ di chuyển BTC thì phần lớn là có lời tại vì họ đầu tư dài hạn thì dài hạn Bitcoin vẫn tăng trưởng cho nên lúc nào cũng có lời hết nhưng mà chúng ta thấy được là đột ngột thì cũng ngày 31 tây cái đường mà xanh này tăng lên thì đây là hai cái biểu đồ đến từ hai cái công ty khác nhau là Crypto khoan và công ty Classno cho chúng ta thấy được là cách đây hai ngày thực sự là có động thái của một cá voi nào đó di chuyển số lượng, lượng BTC cho nên chúng ta mới thấy hai hiện tượng này xảy ra điều chỉ ra một điều đó đó là điều thằng muốn chia sẻ với các bạn ở đây chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào những nhà đầu tư à, ngắn hạn đó nghĩa là nhà đầu tư mà dưới 155 ngày thì chúng ta thấy được là con số này đó là không tới con số 1 có nghĩa là sao có nghĩa là những nhà đầu tư ngắn hạn vẫn tiếp tục cắt lộ ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng người bán đó một phần là vẫn tiếp tục đến từ những nhà từ ngắn hàng còn chúng ta đều là cũng có thể có một động thái của một cá voi nào đó đó có phải là di chuyển để bán hay không chúng ta vẫn không biết nhưng mà đây là điều đã xảy ra cách đây hai ngày thêm vào đó chúng ta sẽ nói tới những tài liệu liên quan đến cái số lượng lệnh đòn bẩy bị thanh lý thì các bạn đã thấy rồi trong vòng 24 giờ cái số lượng chỉ có 174 triệu mà thôi thật ra hôm nay cũng không có gì đáng kể và trong thời gian 4 giờ qua đó cái số lượng bị thanh lý đó là phần lớn là lệnh non như là các bạn thấy được là 73% lệnh thanh lý đó là lệnh long rồi những sàn lớn như là Binance, Bybit, OKX hay là chúng ta thấy là sàn FTX đều là lệnh non, bị thanh lý hết chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh đòn bảy thì các bạn thấy là một điều tốt đó là cái số lệnh đòn bảy đã không tăng nữa từ ngày 3 tây tới bây giờ thì đã tiếp tục đi hàng ngang thậm chí còn có dấu hiệu để đi xuống thêm một chút Nghĩa là cái số lượng lệnh đòn bảy tuy là bây giờ cao nhưng mà đã không có xu hướng tăng thêm Và chúng ta nhìn vào funding rate đó, là đang nằm ở cái mức là âm Thật ra cũng tiếp tục đi hàng ngang mà thôi Trừ 0.004 à, Nhưng mà một điều mà nhiều bạn cũng hỏi thường là có phải là mỗi lần chúng ta thấy funding rate là con số âm Là chúng ta có nhiều lệnh short hơn là lệnh long hay không Thì cũng không hẳn đâu Thật ra chúng ta hiểu đơn giản là như vậy mà thôi à, Và đây là một dấu hiệu đơn giản nhất mà chúng ta có thể thấy được bây giờ nhiều người long hay là sốt nhưng mà nếu như mà đột ngột giá tăng lên á những người mà mua giá spot đẩy giá BTC tăng lên thì vẫn có thể xảy ra hiện tượng là nhiều người long nhưng mà vẫn có funding rate là số âm trong thời gian ngắn hạn điều đó vẫn hoàn toàn có thể nhưng mà ít ra ngày hôm nay đó thường đã kiểm tra thêm tài liệu ở trên coin class thì các bạn thấy được là rất là uh, rõ ràng là trong vòng một ngày qua cái số lượng lệnh sốt đó là 51,58% Đình non đó là 48,42% Nhiều người short cái non Tuy nhiên cái số khác nhau cũng không có nhiều lắm đâu Chúng ta chuyển qua đi nói tới thông tin liên quan tới số lượng BTC nạp vào rút ra Thì các bạn thấy là hai ngày qua thì vẫn là nhiều BTC nạp vào hơn là rút ra Nhưng mà hai ngày trước đó thì lại có BTC nạp vào nhiều hơn là rút ra Nói chung đó thì nhìn dài hạn hơn đó 2-3 tuần thì các bạn thấy là Vẫn là dấu hiệu nhiều BTC rút ra hơn là nạp vào Nhưng mà cũng không khác biệt nhiều lắm đâu Chúng ta thấy là điều tương tự cũng đã xảy ra với lại Ethereum hai ngày gần đây đó, hôm qua với lại hôm trước đó là nhiều y tờ rút ra hơn là nạp vào Nhưng mà những ngày trước đó thì có ngày ít hơn có ngày nhiều hơn nhưng mà trên căn bản thì cũng khá là cân bằng Đối với Thuận và chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin trên những sàn giao dịch đó, và cái số lượng Ethereum thì các bạn sẽ thấy được là Đương nhiên sướng dài hạn thì vẫn là kè những ít Bitcoin hơn trên sàn Nhưng mà ngắn hạn thì các bạn thấy được là trên căn bản đó là gần đây chúng ta thấy là À, trong vòng 5 ngày qua thì cái số lượng BTC rời khỏi à, và nạp vào đó thì cái số lượng bitcoin trên sàn nó vẫn đang cân bằng với nhau, không hơn và không ít hơn. Tiếp tục là như vậy. Và chúng ta thấy là cái số lượng Ethereum cũng như vậy mà thôi. Đây là biểu đồ liên quan tới Ethereum. Dài hạn thì đương nhiên Ether vẫn càng ngày càng ít hơn trên sàn, nhưng mà trong thời gian 3 ngày qua thì các bạn thấy là vẫn tiếp tục cân bằng. Cái số lượng Ether và Bitcoin trên sàn nó cứ đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua. Và đây là cái thống kê on chain mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì uh, hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và một lần nữa đó, thường muốn chúc các bạn và gia đình có một cái uh, ngày Tết vui vẻ và hạnh phúc và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn